Chém Duy Nguyễn 10 nhát với một con dao chém Duy Nguyễn 5 nhát. Anh em chọn cái nào? Tao không cần mày chém một nhát thì đủ thốn rồi đó. Bây giờ giải pháp khác được không? Cất mẹ hai dao vô, tao cho mày 10 triệu cà phê. Được không? Cái đám ba sẹt ở Mỹ luôn chống, luôn chống gì đói, luôn gì anh, luôn chống đồ của Việt Nam hả, nhưng không thấy chúng chống đồ của Trung Quốc. Mẹ chống đồ Trung Quốc người Hoa quýnh cho móm luôn. Anh kinh doanh bất động sản đi, cái miệng anh nói lanh quá. Nghề nào làm kiếm tiền được thì làm. Anh biết mấy vụ đang xảy ra ở Kỳ Nam, Hà Tĩnh không anh? Kỳ Anh thì tao biết, mà Kỳ Nam thì tao không biết luôn á. Kỳ Nam không thua dù gì. Kể nghe chơi coi. Anh ơi, ghim mình bao nhiêu một tháng kèm BT? Kèm BT luôn em, trung bình là 6 triệu mấy nha. Còn rẻ hơn cũng có nhưng mà không tốt bằng. Tháng 11 anh bị người ta khích anh hả, sao vậy? Không hiểu gì cả, nói rõ rõ chút nghe. Ra Đồng Nai mua đất thì gọi em anh, tiền đâu mà mua. Em lộn Kỳ Anh. Kỳ Anh là gì? Kỳ Anh có cái vụ phọt mua xa phải không? Hay vụ gì? Ông nay ông Ngô Kỷ chửi bên Mỹ, em thấy hài của anh. Ủa ông Ngô Kỷ ông chửi vụ gì nữa? Ông chửi vụ Mỹ là con đỉ đó hả? Hay là vụ khác nữa? Ủa mà cái ông cha nội Ngô Kỷ làm nghề gì mấy bạn? Thắc mắc đó nha. Thấy ông này yêu nước lắm nè. Cái gì ông cũng có lá cờ hết á. Mấy bạn nào gần nhà ông Ngô Kỷ kể nghe nha. Mua đất Phú Cường cho rạch giá nè, sống cho khỏe anh thôi. Sài Gòn có đất rồi đi mua chứ tùm lum em. Ngô Kỷ là homeless. Gì kỳ vậy? Homeless mà đi làm chính trị ha anh? Ủa thấy nó mặc đồ đâu đến nỗi cũ luôn ta. Ủa vậy homeless thì ở đâu anh? Ngủ ở đâu? Ăn ở đâu? Anh về quê em mua đất trồng thanh long đi anh. Thôi không có biết cái nghề đó em. Nên chọn học ở Việt Nam hay sang Úc học nghề với anh? Xin anh trả lời. Học ở Việt Nam đi ông ơi. Tự nhiên thằng Úc nó giàu rồi còn bỏ tiền của Úc học nghề nữa. Học nghề ở Việt Nam đủ giỏi rồi ông nội, học nghề mà đốt chi vậy? Đất ở quận nhất bao nhiêu mét tùy chỗ em. Ăn ngủ ké nhà người ta à, tức là ăn nhà có đậu. Quá vậy mà làm chính trị căng vậy. Cho em hỏi tại sao bên thắng cuộc Cộng sản Việt Nam chết nhiều hơn bên Việt Nam Cộng Hòa? Khổ quá à. Có nhiều nguyên nhân mà khiến gọi là Cộng sản Việt Nam chết nhiều hơn Việt Nam Cộng Hòa lắm em. Bây giờ anh hỏi em một câu nha. Cái trận đá banh giữa là gọi là giữa không biết kêu bằng cái từ gì cho nó chính xác nữa trời. Tại vì trong đó nó có nhiều, nó có gọi là lực lượng giải phóng miền Nam Việt Nam, rồi nó có thêm Việt Nam Cộng Hòa, nó có thêm Mỹ, rồi có thêm miền Bắc nữa. Bây giờ kêu bằng cái trận cái sao ta? Nói chung á là cái sân vận động nằm ở miền Nam đúng không? Nằm từ ở Quảng Trị mà trở vô miền Nam đúng chưa? Đúng chưa? Đó. Đúng không mấy bạn? Thì mà khi mà cái sân nằm ở đó thì đội nào là chủ nhà bạn? Đúng không? Bạn phải hiểu là cái đội nào là chủ nhà và đội nào lúc đó đang nắm chính quyền. Đó. Đúng không? Mà đội nào được trang bị vũ khí tận răng. Đó. Thì cái đội bên kia chết nhiều là đúng, không có gì lạ hết. Đó. Chính xác chưa? Hiểu chưa? Đó. Nhưng mà người ta chết nhưng mà người ta giành chiến thắng. Nó mà là hay.
đó, anh giải thích cho bạn cái sự chết nhiều đó. Chết nhiều nó có nhiều yếu tố, trong đó đó nó có thứ nhất đó, là cái bất lợi sân khách đó, cái thứ hai là cái bất lợi chính quyền, và cái thứ ba là bất lợi trang bị, hiểu chưa? Mấy bạn hiểu chưa? Hy vọng mấy bạn hiểu nha. Đàn ông bản lĩnh là phải như thế nào với anh? Như Di Nguyễn thôi. Như Di Nguyễn được rồi. Ngô Kỷ làm nghề xin ăn và hù dọa. Căng vậy. Gì? Tin ghê à? Ồ dài quá, ngắn gọn thôi. À, cái gì mà dài thòn như Dương Bình. Ngắn gọn thôi nghe. Đại loại là công ty Petrolimax là như là đang chuẩn bị là xâm lược cái công ty gì của Nhật á hả? Anh có hay coi kênh Phố Bosa TV không? Cũng có coi mà không nhiều lắm em. Chính trị đâu liên quan tới bóng đá phải không anh? Cũng có thể nói vậy nha. Nhưng mà cũng có nhiều người đem chính trị tùm lum chỗ, khổ vậy. Rồi các bạn kia hỏi cái vụ chết nhiều đó, mình trả lời bạn thỏa đáng chưa? Xe VinFast ra anh mua nha. Coi phim Việt Nam qua, người Mỹ gọi là bộ đội là lính Bắc Việt, du kích miền Nam là Việt Cộng. Gọi gì cũng được, được, gọi gì cũng được đó em. Tại vì cái chữ Việt Cộng là cái chữ mà gọi là miền Nam Việt Nam, rồi Việt Nam Cộng Hòa kêu những người mà kháng chiến ở trong miền Nam bằng hai cái chữ mà Việt Cộng, kêu kiểu miễu mai gì đó. Còn miền Bắc đó là kêu là bộ đội. Trong phim nó kêu là bộ đội Bắc Việt. Người nước ngoài mua đất không được kỳ với anh. Liên quan gì kỳ, luật người ta quy định vậy thôi, kỳ cục gì em. Sống trong đời là phải sống theo luật nha. Sao mình ra nước ngoài mua được? Tại vì nước ngoài nó, mình ra nước ngoài thì mình theo luật của nước ngoài, đúng không? Còn Việt Nam thì phải có luật riêng của Việt Nam. Việt Nam luật Việt Nam là không cho nước ngoài mua vậy thôi. Không có cái cò gì cả. Luật là luật. Gọi việc lết cũng chẳng sao. Lúc trước giả dụ mình theo chủ nghĩa của Nhật thì chắc ổn hơn rồi. Phan Bội Châu đó em. Cụ Phan Bội Châu khởi nghĩa thất bại em biết à. Cái gì Duy Tân gì đó, Đông Kinh Nghĩa Thục gì đó đúng không? Hình như bị phèo rồi đó. Đam lẹ lẹ đi em, khuya rồi mà đam lâu quá buồn ngủ. Mấy bạn đam càng sâu anh càng thích. Anh thích cách các bạn mà xoáy vô một vấn đề, bạn xoáy chừng nào mà nó xịt mũ thì thôi. Thích vậy đó. Vậy mình mới lên level được. Bạn lên mà Duy cũng lên nữa, cái gì Duy không biết gì hỏi các bạn. Anh Duy học lớp mấy nghỉ? Anh học lớp 18 nghỉ em. Thông thạo lịch sử gì anh? Tại Bác Hồ đã từng nói dân ta phải biết sử ta. Cái gì không biết thì hỏi Duy Nguyễn. Gì? Bọn ba que hay gọi tướng giáp là tướng giỏi nướng quân. Sự thật có vậy phải vậy không? Trời đất ơi, nướng hay không nướng, thằng thua nó nói em tin không em? Đúng không? Nguyên tắc là không nghe đỉ kể chuyện, mà không nghe nghiện trình bày, mà không nghe thằng thua mà nó trình bày lý do, đúng không? Mấy thằng thua nó hay tự tại bị ABC. Không có giờ mà rảnh đi nghe mấy cái luận điểm đó mấy em. Đúng không? Thua mà còn có quyền lên tiếng nữa hả? Đúng không? Trong khi bạn phải hiểu rằng cái trận Điện Biên Phủ đó là thằng Pháp nó khiêu khích, đúng không? Cái mục đích của thằng Pháp á, là nó dụ Việt Minh vô để nó đập,
đúng không? Tại vì Pháp nó thất bại trên những cái chiến trường toàn quốc rồi, bây giờ nó cảm thấy mà quýnh mà mỏng mỏng vậy nó quýnh không lại, thì bây giờ nó thành lập ra một cái cứ điểm Điện Biên Phủ trong một cái lòng chảo Điện Biên, xong rồi nó bố ráp toàn là pháo, đúng không? Dưới khơi dưới gọi là trực thăng vận đó, ở trong nó bữa ra nó đào chiến hào, nó đào lô cốt từ đưa ở trong đó để cho nó dụ Việt Minh mình đập vô cái trận đó để nó bắn chết hết Việt Minh đó. Nó mới bây giờ nó làm mồi, nó câu người ta đập nó để nó giết người ta, rồi xong rồi cốt cuộc nó bị người ta giết lại, nó bị Việt Minh quýnh cho sờ mà là quýnh mà cái như ám ảnh suốt cuộc đời luôn, quýnh mà quýnh cái trận chiến vang lừng bốn bể luôn. Cái trận chiến mà lần đầu tiên một cái nước thuộc địa nhỏ xíu mà quýnh được một cái thằng tư bản bự như thằng Pháp, quýnh mà thằng Pháp rên hự hự luôn, quýnh mà thằng Pháp qua năn nỉ thằng Mỹ ơi cứu em với anh ơi, cứu em với anh ơi đó. Xong rồi giờ nó thua trình bày ABC, thì bạn có nghe thằng thua trình bày không bạn? Chứ Duy là Duy không thua, không nghe rồi đó bạn, không ai rảnh rang đâu mà nghe thằng thua trình bày hết, đúng không? Đúng không? Bây giờ tụi nó chả có tuổi gì trong trận Điện Biên Phủ cả. Bây giờ nhắc tới ba chữ Võ Nguyên Giáp thôi, ông nội mà The Catry á, nói má ơi chết mẹ rồi, quéo như là Khổng Minh rồi, quéo như là Tư Mã Ý mà gặp Khổng Minh vậy đó. Trời ơi, đương nhiên mấy cái thằng đó nó không thể nào bằng được The Catry, đúng không? The Catry á thì nó gặp cụ Giáp phải chấp tài sư phụ. Xong rồi trận Điện Biên Phủ bạn còn gì nữa không? Quá trận đó mình hào hùng lắm bạn. Cái trận đó bác Giáp rất giỏi, giỏi ở cái tư như tư duy chiến lược. Lúc đó bạn biết không, là lúc đó là bác Hồ đó là đưa cho bác Giáp toàn quyền rồi, đưa cho đại tướng Võ Nguyên Giáp toàn quyền và đưa cho hầu như là những cái binh mà gọi là những cái đơn vị mà chủ lực luôn của Việt Minh lúc bây giờ á. Nó là ta giờ bác Hồ dặn bác Giáp bây giờ á, vốn liếng mình còn nhiêu đây, bây giờ tôi đưa cho chú, chú đánh cái trận này là trận rất là quyết định, trận rất là quan trọng, chắc thắng mới đánh, không thắng không đánh. Nó nói cái câu đó đó mà bác Giác trăn trở luôn đó. Lúc đầu là tính đánh nhanh thắng nhanh, giống như đi tour vậy đó, 3 ngày 2 đêm là phải dẹp được cái trận Điện Biên. Nhưng mà chết mẹ bác thấy không ổn rồi, cái cú này mà 3 ngày 2 đêm này nọ là quýnh thua chắc luôn, quýnh không lại, đánh mà kiểu 3 ngày 2 đêm mà đập xong Điện Biên đập không nổi, mà bị đạn pháo của nó bắn vào chết hết nó. Nên bác Giáp mới suy nghĩ là thôi bỏ đi, kiểu này cũng được, phải đánh tới gì tiến chậm mà thắng chắc, đánh lâu nó mới ra 55 ngày, chứ lúc đầu là tính là đi tour là 3 ngày 2 đêm đó. Xong rồi chuyển bác Giáp chuyển sang 55 ngày đó, tức là lúc đó là đạn pháo của mình nó kéo lên tới đồi hết rồi, kéo vô cái chỗ mà chuẩn bị bố trận rồi đó. Mà bạn biết không, một đạn pháo nó nặng bà cố luôn, cái bộ dân công của mình mà kéo nó mới ra bài hò kéo pháo đó. Trời đất ơi, dân công mà gồm có gì, dân địa phương rồi dân tộc thiểu số rồi người dân á, nó kéo pháo thấy mòn luôn, kéo pháo tải lương, mấy nhọn gái dân tộc miền núi đó, trời ơi, tải lương, kéo lên giữa chân xong rồi tự nhiên ở trên kêu kéo lùi ra, nản mày, mệt chứ bộ, nản lắm. Nhưng mà thôi, lệnh của chỉ huy là phải làm. Lúc đó là có những tướng sĩ tao đâu hiểu đâu, tao kỵ ta tự nhiên kêu kéo đã lên nặng muốn chết, đau lưng quá giờ kéo lại kéo xuống. Mà cái lúc đó mà kéo xuống nó nguy hiểm hơn lúc kéo lên em. Em tưởng tượng như cái xe của em nó nặng đi, khi mà em đẩy lên thì em đẩy bình thường thôi, còn em thả em kéo nó xuống nó bị trượt có lăn xuống đó. Nên nó mới còn gọi là nó có những cái hình tượng á, mà ai là người chèn pháo chết mấy em biết không, kể ra coi mấy em nhớ không đó. Dàn pháo đó của ai cung cấp, của như là như nhớ như pháo đó, pháo Trung Quốc cung cấp phải không các bạn, pháo Trung Quốc hay pháo Liên Xô, pháo trận Điện Biên như pháo Trung Quốc pháo Liên Xô gì đó. Mà nói chung Việt Nam mình chưa làm được pháo vậy thôi, lúc đó Việt Nam mình chưa làm được pháo. Hey.
trong trận đó nó có những vị anh hùng như là Tô Vĩnh Diện là lắp lỗ cho ông Mai. Bạn biết cái lỗ cho ông Mai là lỗ gì không? Ủa, Phan Đình Giót mà lắp lỗ cho ông Mai đúng không bạn? Phan Đình Giót lắp lỗ cho ông Mai đúng không? Tô Vĩnh Diện là bị pháo đè đúng không? Rồi Bế Văn Đàn là làm giá súng phải không mấy bạn? Nó như là mấy mấy vị nhân vật đó đó. Tô Vĩnh Diện đúng rồi, Tô Vĩnh Diện mà chèn chèn pháo hy sinh, tức là cái pháo nó trượt đó, nó trượt xuống đó. Xong rồi tôi không biết kêu bằng anh hay bằng chú, người ta chắc kêu bằng chú luôn, lớn tuổi mà chú Tô Vĩnh Diện đi ha. Chú Tô Vĩnh Diện chạy xuống nằm ra chặn cái bánh xuống đó, chặn cái bánh để cho cái xe pháo đó, nó cán trúng người chết để xe xe pháo nó không đi nữa. Lúc đó đồng đội của mình đó, mới là xuống giữ lại cái xe pháo, mưa trơn trợt mà nó khó lắm đó. Ví dụ như Phan Đình Giót lắp lỗ cho Mai là sao? Lỗ cho Mai là cái lỗ giống như lỗ vuông vậy nè, tròn tròn như vuông vậy nè. Ở trong nó có mấy cái nòng súng nó bắn ra đó. Rồi đó, xong rồi cái Phan Đình Giót lại ôm cái lỗ lại, bắn vô cái thân mình thôi để cho đồng đội ở phía sau đó có được cái khoảng trống thời gian bèm nó. Rồi còn cái chuyện mà Bế Văn Đàn làm giá súng á, thì giống như cái súng 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 AK nó bắn vậy nè. Cái súng không phải súng AK, súng gì các bạn, mình nói chung là thiết bị quân sự thì mình không đành lắm nha. Cái súng nó phải có cái giá, nó có hai cái chân vậy nè, nó để cho cái, nó kê cái nòng vô thì mới bắn được. Thì lúc đó đó kê lên vai của Tô Vĩnh Diện bắn, tại vì có người đâu có ai kê nòng, kê cái nòng đâu, nó vậy đó. Nó nhiều tấm gương yêu nước lắm mấy bạn. Cái trận Điện Biên Phủ là chiến thắng của toàn dân và toàn quân luôn á, nhất là cái dân công rất là hay. Tại vì bạn biết tại sao mà Pháp nó chọn Điện Biên Phủ không? Tại nó nghĩ rằng cái vùng núi đó đó, với cái kỹ thuật của Việt Minh đó, không cách nào kéo pháo lên được, không cách nào tải lương lên được. Tại thứ nhất nó không có đường, đúng không? Không có đường đi mà gọi là mà những khẩu pháo nó nặng, mà đường đi nó xa, từ như là từ Hà Nội lên Điện Biên là 500 km các bạn. Hồi xưa đi bộ không á, nó đi 500 km, nó này nọ kia để tải lương tải pháo. Trời ơi, rất là khổ lắm chứ bộ giỡn các bạn. Bà biết 500 km nó dài tới cái cỡ nào không? Đó. Nên Pháp nó tự tin, nó nghĩ rằng sẽ không bao giờ mà tải được, sẽ không bao giờ mà kéo pháo lên nó đánh được. Còn nếu mà mày kéo pháo lên mày đánh được là mày tới đó là mày hết xíu quách rồi. Tới đó là sờ mà là mệt quýnh cũng không nổi. Đó. Xong rồi cái... Biết sao nữa không? Pháp nó tự tin nó có cái gì bạn? Tự tin máy bay chứ. Đó. Trực thăng này nó kia, dù giết này nó kia, nên nó nghĩ nó phá được cái này. Nên bởi vì bạn nói tại sao bộ đội đi hành quân mà cột cây trên lưng chi vậy, để trốn chứ đen chi. Vì bạn anh Hạ Nghiêm hay gì đó nói em sai hoàn toàn rồi, vậy anh chỉ ở chỗ sai đi anh, cụ thể là sai làm sao anh. Anh có biết phi công Trần Ngọc Trung không anh? Không, anh không biết. Mà dân công á, khu mà cái lúc mà không phải lúc đánh đương nhiên nó hay rồi. Lúc đánh cái đầu cái trận đầu tiên là toàn thắng, xong qua mấy cái đội chủ lực thì mạnh quá, lực lượng mạnh, có thắng có thua, nhưng mà cuối cùng mình thắng hết, mình quýnh cho Pháp nằm trong trận Điện Biên Phủ nó ám ảnh. Nó nằm ở trong cái mấy cái chiến hào nó đào ra mà nó gọi là lương thực cạn kiệt, đúng không? Thương binh nó thì này nọ la liệt nó, mà sức người thì kiệt quệ, thôi đầu hàng luôn chứ làm gì. Mỹ nó không giúp, Mỹ nó tính đem B-52 cho nó bữa mình trận đó rồi phải không ta, đúng không? Mỹ tính đem đồ hàng đồ chơi nó qua nó chơi rồi, nhưng mà hình như nghe đồn đâu mà tổng thống nó xin quốc hội không được, chưa được cú đó. Nhưng mà anh nghĩ rằng Mỹ chắc cũng điếm, nó cho Pháp chết luôn để nó vô đó cắn đó. Vô Pháp nó cắn chứ thằng Mỹ nó nuôi thằng Pháp nó cũng nản lắm rồi thiệt. Bạn biết không, thằng Mỹ nó nuôi thằng Pháp bao nhiêu năm luôn đó, chứ không phải là thằng Pháp nó tự quýnh bằng tiền của nó đâu. Cái trận Điện Biên Phủ là nó quýnh bằng tiền của Mỹ đó, hay nói khác cái trận Điện Biên Phủ là Pháp đánh thuê cho Mỹ. Mà mày quýnh thua hoài nó nản quá, trời đất ơi, tao nuôi mày, tao cho tiền mày, tao không tiếc, nhưng mà mày đánh đấm như hạch vậy đó, ôi tao nản lắm, tao cho mày chết mẹ cho rồi để tao kiếm khác quýnh thế. Ý Mỹ anh nghĩ chắc là như vậy.
ông em đi dân công tải gạo ra chiến trường bác ạ. Trời ơi, ông em tự hào vậy, tải gạo hả? Biết được anh là căn bản chính tả anh còn sai đó anh. Thì cái chuyện mà căn bản chính tả anh đã sai thì anh nói về lịch sử Việt Nam nó có liệu có chiều sâu không ạ? Tại vì văn sử địa đi chung ha các bạn ha. Văn sử địa là ba môn đi chung cái khối xã hội. Thì bây giờ văn á, là cái căn bản nhất, là những cái chữ mà mật độ nó xuất hiện thường xuyên, chúng ta không được viết sai. Đó là điều căn bản nhất để bạn tốt nghiệp điểm văn trung bình là điểm 5 đó. Mà nãy giờ Duy thấy là anh là viết chính tả sai hơi bị khá đó. Thì liệu rằng cái chiều sâu lịch sử của anh nó có khách quan hay không? Nó có kiểm chứng hay không? Duy chưa thấy ai ngu văn mà giỏi sử cả. Chưa thấy. Hầu như ba môn nó cũng phải xem nhau. Văn sử địa nó phải xem nhau nha. 16.200 người ít dữ hả? Có lộn không bạn? Bạn kiểm tra lại có lộn không? Chứ Duy thấy bạn nó thiếu khách quan rồi đó. Nội quân Pháp đầu hàng không mà đó là 11.000 người đúng không? Đúng không? Mà tổng quân Pháp là 16.200 người. Đúng không? 16.000 tầm cỡ đó. Quân Pháp là khoảng 16.000 người. Mà quân Việt Nam cũng có 16.000 người. Bạn dám đánh không bạn? Nếu là Duy không bao giờ dám đánh luôn á. Tại vì theo những gì Duy biết á, khi bạn muốn công một thành đó, thì quân của bạn phải từ gấp 3 tới 5 lần đối thủ mới có thể công thắng được. Chứ còn người ta thủ thành, bạn đi công thành mà quân hai bên bằng nhau rồi, thắng là niềm tin à. Góp ý vô chủ đề chính đi. Sorry, nói thêm về những điều bạn thấy hay trong trận Điện Biên Phủ đi. Thấy hay trong trận Điện Biên Phủ hả? Nhiều cái thấy hay lắm. Nãy Duy nói là gì? Vấn đề mà vận lương với vận vũ khí, đúng không? Bạn thấy có một cái quốc gia nào ở trên thế giới này á, mà ví dụ như pháo mà ngồi rã ra từng món rồi giác trên vai đi tải chưa? Khó không? Chứ gì thấy cái đó cũng là cái hay đó. Chỉ có cái Việt Nam mình là làm được việc đó. Ví dụ như pháo nặng quá thì mình không vác nổi, mình cũng không khiêng nổi. Thì bây giờ mình tháo nó ra, mình dùng cái mỏ lết với mình dùng cái vít ba ke mình tháo ra, xong rồi người cầm khúc đó đi. Đó là cái hay. Mà cái hay căn bản nhất á, là mình là một nước nhỏ, mình là một nước mà no name trên thế giới luôn, thật sự là như vậy, mà dám đánh thằng Pháp, dám trước cái đã. Đó là thấy hay rồi đó. Bạn có thấy gì khác trong trận Điện Biên Phủ với Việt Nam bây giờ Duy? Ủa, trận Điện Biên Phủ Việt Nam bây giờ là so là sao anh? Mình so là so giữa hai trận đánh. Chứ bây giờ Việt Nam bây giờ là thời bình, trận Điện Biên Phủ là thời chiến. Vậy mình so dựa trên cái tiêu chí gì? À, tại sao Pháp lại đánh Việt Nam trước anh? Trời đất ơi. Thì Pháp nó qua thì cái thời điểm đó là những cái nước mà gọi là nước tư bản đi xâm chiếm thuộc địa mà. Đi xâm chiếm thuộc địa, thằng nào cho thì nó lấy, còn không cho nó phải quýnh, nó ép mình ký vô những cái văn kiện đó, những cái văn kiện đầu hàng, những văn kiện mà nhượng đất, những văn kiện mà cấp quyền để nó biến Việt Nam thành thuộc địa. Rồi sau đó nó biến Campuchia thành thuộc địa, biến Lào thuộc địa, nó gom vô ba nước thành thuộc địa Đông Dương đó. Xong nó dựng lên một nhà nước Bù Nhìn, nó dựng lên một nhà nước Bù Nhìn nằm trong khối Liên Hiệp Pháp, nó mang tiếng là nhà nước của Việt Nam. Nhưng mà Pháp nó sẽ giữ những cái vai trò, thứ nhất á, là về quân sự, thứ hai là về công an, thứ ba là về ngoại giao, và thứ tư là về tiền tệ. Đó. Thì mình coi như lập ra một chính phủ Bù Nhìn, tới tháng lĩnh lương uống trà rồi họp hành chút đỉnh cho nó vui vậy đó. Đó. Pháp nó tiến hành, nó khai thác tài nguyên này nọ, khoáng sản đem về nước nó. Nó không cho người dân đi học, để cho người dân ngu thì người dân đi làm nô lệ. Rồi ai mà gọi là kháng chiến Pháp thì nó giết hết. Giờ so sánh Pháp với Trung Quốc bạn thấy thế nào? Trung Quốc mạnh hơn nhiều chứ.
tại sao Pháp đánh Việt Nam? Méo tin được câu hỏi đó, chắc Việt Kiều. Em thấy lúc đó Pháp cũng dính Thế chiến 2 nên nó đánh trận Điện Biên Phủ kiểu thắng ăn hết, thua ngã về không. Trận Điện Biên Phủ là đánh mướn cho Mỹ rồi em. Trận Điện Biên Phủ là đánh mướn cho Mỹ rồi. Nó có đâu còn đánh cho nó nữa đâu.